người lạ đến nhà. Xin chào. Cậu vào đi. Các con ở nhà nhé. Và hãy nhớ, đừng cho người lạ vào nhà đấy. Nguy hiểm lắm. Rõ ạ. Ai đây? Bố đây. Bố để quên mũ. Mũ nè. Bố xin. Cảm ơn nhé. Ai đây? Đưa gậy cho bố nào. Cảm ơn con. Bố lại quên gì nữa thế hả? Ôi không, đó là tên tội phạm tê giác. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Tê giác đã cải trang thành người đưa thư. Ai thế? Bác là người đưa thư. Mở cửa cho bác nào. Bác ấy là người đưa thư. Mở cửa thôi. Khoan đã. Hắn vẫn là người lạ. Nhỉ. Có thư này. Mở cửa ra nào. Tê giác tiếp tục đóng giả bệnh nhân. Tôi đau quá, giúp tôi với. Chúng ta phải giúp bác ấy. Khoan đã. Tránh ra, chúng ta không thể để bác ấy ở ngoài. Bác vào được không? Wow. Và thế là tê giác đã lộ mặt rồi. Hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Mà con xin lỗi ạ. Mà sao bố lại về? Bố để quên phù hiệu. Động đất.